em sẽ yêu nhiều hơn ngày hôm qua. Em vẫy tay tiến gần hơn đi ra. Em sẽ yêu với con tim thật thà, không giữ lâu nhưng ghét ganh đến qua. Nỗi buồn hôm nay sẽ giúp em lớn lên theo từng ngày. Em sẽ nhớ mọi điều quanh đây khi trái tim có yêu thương thật đầy. Cầm tay nhau nói hãy giữ lại trong tim, nhưng sẽ chia khổ đau qua bao ngày. Ta sẽ sống và dừng lại nơi đây, một ngày mới với yêu thương tràn đầy. Yo, thơm quá, kiểm tra đi. Đâu, để tao coi mày nấu thì sao. Đương nhiên là phải ngon rồi, thơm quá. Trời ơi, cái gì đây? Mày nấu xôi hay là nấu cháo vậy? Trời ơi, nhão quá. Kỳ vậy ta. Nhưng mà mày cứ yên tâm, tao sẽ quyết tâm trở thành một nàng dâu toàn mỹ. Tao làm lại. Ê, đi ra trước chơi đi. Đi, xong rồi tao kêu vô. Kỳ vậy ta. Hôm nay buổi tổng duyệt xin được phép bắt đầu. Kính mời ba vị giám khảo của chúng ta thưởng thức món ăn. Nó 1, 2, 3 thì tao mới vô được. 1, 2, 3. Thưa các thí sinh, qua buổi tổng duyệt các món ăn hôm nay và sau khi thưởng thức xong các món ăn, ban tổ chức chúng tôi rất hân hoan báo tin đến các thí sinh. Mà chị. Kính thưa các thí sinh, qua buổi tổng duyệt hôm nay, ban tổ chức chúng tôi rất là khó nghĩ. Thật quả là khó phân thắng bại. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Cho nên qua một thời gian suy nghĩ, chúng tôi đã nhức đầu, chúng tôi đã động não. Và cuối cùng ban tổ chức chúng tôi đưa ra một quyết định chính xác. Mời chị. Thưa các thí sinh, kết quả cuối cùng là
không ai nấu đạt tiêu chuẩn. Vậy là sao? Thưa các thí sinh, hôm nay các thí sinh mới thấy được là chương trình thi này nó rất quy mô và không hề đơn giản. Chỉ là một buổi kiểm duyệt thôi mà chúng tôi đã thấy trình độ nấu ăn của các thí sinh chẳng ra làm sao cả, thì không biết tương lai sẽ như thế nào. Chính vì vậy cho nên ban tổ chức chúng tôi yêu cầu thí sinh trước khi bước vào cuộc thi, các bạn phải để cho tinh thần các bạn minh mẫn, thoải mái để các bạn bước vào cuộc thi, các bạn làm tốt công việc của mình. Các thí sinh nghe rõ chưa? Các thí sinh giải tán. Chưa rõ mà giải tán gì? Các thí sinh nghe rõ chưa? Dạ rõ. Nói lớn lên, nghe rõ chưa? Rõ. Thí sinh giải tán. Mời chủ tịch hội đồng chấm thi, phó chủ tịch đi sao? Dạ, đi hoài. Bộ đồ ăn dở lắm hả? Thử rồi. Gì đâu buồn em. Chuyện này cũng không có gì to tát lắm. Chị coi nó như là một bước khởi đầu vậy đó. Bản thân chị còn rất nhiều thiếu sót, cho nên chị sẽ cố gắng để bồi đắp vô cái chỗ thiếu sót đó, kiên quyết bồi đắp nó. Ôi, chị ơi, chị phi thường quá. Chị là một mẫu người phụ nữ lý tưởng. Chị thật là đảm đang. Em nói thiệt, chị là chuẩn mực của Á Đông rồi. Chị thích em. Nếu mà bản thân chị á không vươn tới được chuẩn mực của Á Đông thì chị cũng sẽ vươn tới chuẩn mực của châu Á. Em thông cảm cho cái sự cố gắng của chị lắm, chị biết không? Mà thôi, bây giờ là em đi show khác nha. Bye bye chị. Em đi đi. Làm gì vậy? Em làm gì mà buồn rầu suy nghĩ vậy? Em phải tự tin cố gắng lên chứ, đúng không? Tự tin nha. Buông ra coi. Em làm gì vậy? Cho ông ấy gặp. Xe ra. Xe ra. Em này anh thương mà làm gì vậy? Làm gì vậy? Cái chuyện thi cử nấu ăn á, đối với em là không có đặt nặng vấn đề. Mẹ đưa ra cuộc thi này hay không cũng không có quan trọng. Sao em cứ nói chuyện này hoài vậy? Sao không nói? Em nghĩ là con dâu thì phải có trách nhiệm trong gia đình. Nấu nướng là chuyện bình thường thôi mà. Xe ra đi, đừng có đụng vô em nữa. Còn nhìn nữa hả? Tôi nói cho anh biết gì vậy? Anh đi mà thi đi, tôi không có thi cái gì nữa hết á. Em làm gì? Đây là nhà của mẹ anh mà làm gì lớn tiếng vậy hả? Mẹ thì sao? Tôi la đó, tôi la đó, làm gì tôi? Nha. Vừa thôi nha, đừng có làm quá vậy chưa? Tôi tức lắm rồi, không có thi thôi gì nữa hết. Em thấy là anh Hồ Đức anh nói đúng đó. Chị đừng có cãi lộn làm cái gì. Bà mà biết bà buồn lắm ha. Mình đừng có cãi nhau nữa nha. Bà buồn hả? Vậy bà có hiểu cảm giác của tôi không? Tôi buồn hơn. Bong 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 b
nhanh nhanh em ơi. Trời ơi, làm gì mà lâu như vậy? Dạ thưa mẹ, tôi cậu đi làm. Không khí gia đình sao lại căng thẳng thế nhỉ? Nguyên do từ đâu ta? Từ đâu ta? Từ đâu? Theo con. Từ đâu? Em biết rồi. Sao cậu? Sao? Tất cả là do chị. Từ lúc mà chị chê tất cả các thí sinh nấu thức ăn dở. Đúng chưa? Đúng chưa? Chị hiểu không? Chị không hiểu để em giải thích. Bây giờ không chị... hiểu, không hiểu. Để em giải thích ha. À, từ cái lúc mà qua cái ngày tổng duyệt đó, trong buổi tổng duyệt đó, sau cái buổi tổng duyệt rồi em thấy hầu như là tất cả mọi người trong gia đình này coi như là có một cái thái độ là coi như là không có đồng tình cho lắm. Kẻ đó thì cố tình đoạt giải thì lại coi như là rớt một cái bịch. Còn cái người mà cố tình thờ ơ thì quánh mặt quay lưng. Nói chung là em thấy nó vậy đó, chị thấy suy nghĩ nó là sao? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Thế là làm sao? Con, cậu con nói đúng rồi bà. Bây giờ phải làm sao ta? Giờ tính sao cậu? Bây giờ tính sao? Trời ơi, giờ làm sao? Làm sao? Cậu phải nghĩ ra cái cách nào chứ? Cậu là cậu, mà cậu phải nghĩ ra cách nào cũng phải tính đi chứ. Tại sao lại để con quyết định hẳn cái gì vậy? Mày nín, mày nói nhiều quá, làm sao tao suy nghĩ, sao động não? Thì suy nghĩ đi. Bây giờ suy nghĩ nè. Cậu nói nhiều quá. Suy nghĩ đâu phải là ra liền đâu, đúng không? Từ từ chứ trời. Sao ta? Suy nghĩ đi, cậu cũng không thể nào để cho căng thẳng trong nhà mình như vậy được. Đúng, cậu, đúng nhưng làm sao để căng thẳng, gì được, làm sao mà vui được? Thì đó, cậu phải tính đi, tính cách nào đi chứ. Từ từ. Có cách rồi. Bây giờ chị nghe em nói cách này thì coi đúng không nha. Đằng sau cuộc thi, nhất là cuộc thi nấu ăn, thì mình phải trao một cái giải thưởng. Mà giải thưởng không phải là tầm thường. Một cổ vật rất là quý của cụ cố tổ chúng ta để lại trước khi chết. Dạ mời anh hai. Thưa các thí sinh, trong thời gian qua, qua sự theo dõi điều nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng nói chung có những thí sinh rất lơ là và chểnh mảng đối với cuộc thi này. Trong khi đó có những thí sinh rất sốt sắng, lăn xả, đêm không ngủ, ăn không ngon, trằn trọc, luôn luôn hướng tới cuộc thi này. Đúng, đúng với nhận xét của ông đây. Thưa các thí sinh, vì vậy cho nên chúng tôi phải nhắc lại, tổ chức cuộc thi nấu ăn cho các nàng dâu không phải là chuyện tầm thường. Cho nên đằng sau cuộc thi, đó là một giải thưởng vô cùng quan trọng. Giải thưởng đó chính là một món cổ vật. Mà hãy nói là cổ vật, là ai mới là người sử dụng cổ vật? Cụ cố tổ của chúng ta mới có cổ vật đó. Cho nên giải thưởng là cổ vật của cụ cố tổ chúng ta. Đề nghị thí sinh một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tôi tiếp tục. Vì vậy, cho nên tôi muốn nhắc nhở các nàng dâu là phải tập trung vào, năng nổ, chuẩn bị để mà thi cho tốt. Còn lại, các thằng con trai của tôi, các con phải là động lực thúc đẩy vợ các con xông xáo tiến lên để cái cuộc thi này đạt hiệu quả cao. Rõ chưa? Rõ. Tốt. Xíu, em có biết cái vật bảo bối gia truyền là cái gì không vậy? Trời ơi, sao em biết được? Mày nói nhỏ thôi. Bây giờ chị muốn biết cái đó là cái gì quá à? Muốn biết hả? Tự tìm hiểu đi, sao hỏi em? Đâm hơi dễ sợ luôn á. Chị mà chị biết rồi thì kêu mày lên đây làm cái gì? Thôi, bây giờ chị có ý gì vậy? Em đó là kẻ ăn người ở trong căn nhà này, đúng không? Ừ, rồi sao? Em kẻ ăn người ở nhưng cũng quan trọng chứ bộ. Thì chị có nói gì đâu. Thì chính vì em quan trọng nên chị mới nhờ em nè. Em là kẻ ăn người ở, tất nhiên em sẽ rành đường đi nước bước trong cái căn nhà này, tất cả các ngõ ngách, đúng không? Chị nghĩ sao vậy? Căn nhà này có mấy mét vuông đâu mà sao em không rành được? Thì để chị nói hết đã. À, xin lỗi. Thứ nhất là rành hết ngõ ngách, nhất cử nhất động của những người trong căn nhà này. Còn thứ hai á, là tất cả những người trong căn nhà này đều có quyền sai bảo và nhờ vả em. Đúng rồi, em là ô xin mà. Mà ô xin đó là người ở, mà người ở cái là người làm, mà người làm á là ô xin, thì đúng rồi, ai cũng nhờ em được. Được rồi, chính vì điều đó chị muốn em làm nội gián cho chị, được không? À, chị nói gì? Nội gián? Em sẽ theo dõi, em chỉ cần theo dõi hai người quan trọng nhất, đó là mẹ chồng của chị. Người thứ hai là cậu Quang. Ủa rồi mấy người kia kêu show ai? Thôi em làm luôn đi. Gì? Em làm luôn. Ok, em ôm show hết luôn. Được không? Được, được. Giá. Em ơi là em, anh đã nói rồi, vậy mà em không chịu nghe lời anh. Em thấy không, là một vật, một giải thưởng vô giá đó em. Chính này á, hai vợ chồng mình phải quyết tâm á, lấy cho được cái vật của cụ Tố để lại nha. Vậy em? Đã quá em ơi, chuyến này mình sẽ giàu to rồi, một vật vô giá. Bộ em không thích vật của ông cụ tổ để lại hả? Sao buồn hiu vậy? Tôi không thích. Anh thích thì đi tìm đi. Trời đất ơi, em nói gì kỳ vậy? Hai vợ chồng mình á phải đồng lòng với nhau thì mới lấy được cái giải thưởng này chứ, đúng không nè? Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người dâu, còn tôi không tham vọng giành giải thưởng gì hết. Anh hiểu chưa? Lần đầu tiên á, anh thấy một người vô cảm như em á, một bảo vật vô giá như vậy mà em thờ ơ với nó là sao? Em tỉnh lại coi, em bị gì vậy? Anh bị khùng hả? Anh tỉnh hay tôi tỉnh? Anh bị điên thì có đó. Xe ra đi. Không có xếp gì hết á. Bực mình quá đi. Tôi không cần biết cô chống đối như thế nào, nhưng mà tôi đã quyết định rồi. Bằng mọi giá tôi phải chiếm cho được giải thưởng này. Không, bằng mọi giá mình phải đoạt giải. Mình sẽ trở thành một nàng dâu hoàn mỹ. Nói vậy là
Cái vật gia bảo đó là cái gì ta? Đúng đó là cái gì với con? Con nói rồi, con không có biết. Nếu như vậy á, là trách nhiệm của con lần này là nặng nề lắm đó. Con biết mà, nặng nề lắm. Nhưng mà bây giờ con biết làm cái gì bây giờ? Làm cái gì? Thì bây giờ con phải cố gắng lên. Đó là trách nhiệm của phận làm dâu mà con. Ba con nói đúng đó. Không những bổn phận làm dâu của con á, mà còn là bận bộ mặt của ba má nữa đó. Con biết rồi, con là con của ba má mà. Đó, con biết như vậy thì tốt rồi đó. Con phải cố gắng lên. Ba má nở mày nở mặt hay không là phụ thuộc vào con đó. Phải cố lên, yeah. Con biết rồi, con sẽ cố gắng. Trách nhiệm con sẽ gánh vác hết. Đó, phải can đảm lên. Bây giờ nè, ba sẽ là người tình nguyện đi sưu tầm những cuốn sách từ Đông Tây Kim Cổ chỉ dạy cách nấu xoài gất cho con. Đúng rồi, ba con nói đúng đó. Nếu có gì khó khăn á, má sẽ chỉ dạy cho con thêm, được không? Ba má làm con xúc động quá à. Con không biết là cái công lao này chừng nào con mới trả nữa. Đất ơi, con nhão quá à. Con đừng có khóc nữa. Con khóc nữa hồi ba khóc ướt áo ba luôn giờ. Ba này, ghẹo con hoài. Con thấy ghét quá à. Thấy thương con quá. Thôi được rồi, yên tâm đi. Ba đi sưu tầm cho con nè. Chịu chưa? Dạ ba. Gắng cố gắng lên. Yeah, chia cho ba cho coi. Yeah. Ba đi nha. Dạ. Cười lên, không có khóc nghe chưa? Chị ơi. Dạ. Khổ quá. Chị đi đường xá xa xôi mà mang nhiều thứ thế. Đi một thân mình không ăn nhầm gì mà lại còn tha bao nhiêu đồ thế này. Chị Xui à, toàn là cây trái của nhà mình không mà, chứ có phải mua bán gì đâu mà chị ngại. Vâng, thôi thế thì cảm ơn chị. Dạ, là tôi cũng biết. Nói thiệt cái chị, ở trên đây mình không có thiếu cái gì hết á. Nếu cần á, chạy ra chợ mua một cái là có liền à. Vâng. Nhưng dù sao thì cây nhà lá vườn nó vẫn quý hơn hả chị ha. Vâng, vâng, chị nói thế thì đúng quá rồi thôi. Dạ. Xin chị, cảm ơn chị. Ủa mà chị, nãy giờ ngồi nói chuyện với chị biết nhiêu lâu rồi mà sao tôi cũng không thấy Thư Dung với Quan Trưởng đâu hả chị ha? Thằng Quan Trưởng nó đi làm. Dạ. Còn Thư Dung thì nó chạy đâu ra ngoài kia. Một tí là nó về thôi chị ạ. Dạ. Từ sáng đến giờ đi cả ngày. Dạ. Chắc là mệt lắm rồi. Thôi chị đi lên lầu tắm một cái cho nó khỏe. Dạ. Nghỉ ngơi nhé. Dạ, dạ dạ được rồi. Chị nói vậy tôi xin phép lên trên nhà trên trước nha. Dạ vâng ạ. À. Dạ xin phép. Nhưng chị. Mà này chị. Dạ. Lần này lên đây ở chơi với tôi vài ngày nhé. Dạ dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chị lấy đồ đi. Dạ. Tôi lên nha. Dạ vâng. Dạ. Chị lên nghỉ ạ. Dạ. Sao bà lại để cho bà ở trong nhà mình vậy? Thế chẳng lẽ bà mới lên mình lại đuổi bà về à? Không phải, ý con không phải là vậy. Nhưng mà bà không thấy có chút gì nghi ngờ trong chuyện này hả? Nghi ngờ chuyện gì con? Thì giờ nha, chị Thư Dung chị mới vừa đi ra khỏi nhà. Cái là bà ù lên thăm liền. Tại sao vậy? Tại sao không lựa lúc khác lên thăm con? Mà lại lựa cái lúc mà cuộc thi đang xảy ra, đang diễn ra mà lên thăm con. Đúng, đúng rồi, bà cũng thấy thế. Thế thì bây giờ thế nào nhỉ? Con nghĩ bà Hậu lên đây là để tiếp trợ với lại để cố vấn cho chị Thư Dung đó. À, thì ra là vậy. Thế thì gay quá nhỉ. Thế theo con bây giờ làm thế nào bây giờ? Thì giờ làm gì được nữa đâu bà ơi. Giờ chỉ có nước là tùy cơ ứng biến thôi. Tùy cơ ứng biến. Gay quá nhỉ. Khó đấy. Lần này dứt khoát giúp con mình nó phải đoạt giải. Nhưng mà vợ chồng mình nó sẽ bắt đầu từ đâu hả? Bắt đầu từ đâu? Ừ. Từ đâu tôi đâu biết từ đâu. Bắt đầu từ đâu á, để cho con mình nó được dứt giải thưởng đó bà.
Bắt đầu từ đâu ta? Ừ, bắt đầu từ đâu? Trời ơi, tôi nghe tới giải thưởng là mặt mày tôi nó tối tăm hết trời. Bà làm ơn á, bà mở mắt lớn giùm tôi để còn đi dựng nhận thưởng nữa, chứ bà nhắm mắt lỡ đi dắt bé thì ta giành giải thưởng hết làm sao? Thì đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi bà nè, vợ chồng mình sẽ bắt đầu manh mối từ đâu? Từ đâu? Từ đâu? Manh mối từ đâu hả? Từ đâu ta? Chứ tôi rối quá vậy ông? À, tôi biết rồi. Cái gì? Tôi biết. Biết cái gì nói đi, làm tôi giật mình. Là cụ tổ bên đó là ai? Cố tổ. Đúng, cụ cố tổ bên đó là ai? Là bà cố ngoại của bà Quân. Rồi, bà cố ngoại của bà Quân sinh ra ai? Cái ông này tự nhiên cứ nói sờ quần hồn cũng quầy về cụ cố tổ. Tôi không hiểu gì hết trơn. Khoan, bà nghe tôi nói trước rồi đã. Vậy mình phải suy ra từ đâu? Tôi hỏi bà. Suy ra từ đâu? Thì từ cụ cố tổ chứ đâu. Cụ cố tổ nữa. Thì đó. Rồi, bà nghe tôi nói nè. Bà Quân phải làm đám giỗ cho ai? Thì cho cụ cố tổ. Thì đó, cụ cố tổ đại diện của bà Quân. Là bà cố ngoại của bà Quân. Ừ rồi, bà cố ngoại bà Quân đẻ ra ai trong nhà bà Quân? Đẻ ra má bà Quân. Thôi rồi, má bà Quân ở trong nhà bà Quân đẻ ra ai? Ông Du Viên. Sao Du Viên? Lẽ đẻ ra bà Quân, nhưng lẽ đã đẻ ra tôi với ông. Đó, bà bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Vấn đề là nằm ở đó đó. Thì giật gia bảo, ai đang nắm giữ hả? Ai ta? Bà Quân với ai nữa? Sao ông dám chắc vậy? Trời, thông minh mà. Bà cứ suy nghĩ đi. Giật gia truyền á, thì người ta truyền hết đời này qua người đời khác, từ đời khác truyền qua đời nọ, từ đời nọ mới truyền qua tới bà Quân. Thì hiện tại bây giờ bà Quân là người đang nắm giữ giật gia bảo đó, đúng không? Đúng rồi, trời ơi, chồng của tôi thông minh quá. Thông minh luôn. Nhưng mà bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu mới lấy được cái giật gia bảo đó? À, tôi cũng có ý này. Bây giờ vợ chồng mình á, chuẩn bị trực chỉ qua bên nhà bà Quân. Đúng rồi, trực chỉ qua nhà bà Quân. Yeah. Dạ, mời anh chị xuống rồi ạ. Dạ, cảm ơn chị. Chị xuống rồi. Con chào ba má. Ủa, đồ gì mà nhiều quá vậy ba mẹ? Trời ơi, có gì đâu nhiều. Toàn là đồ hàng xe siêu thị không à. Đúng không? Ý bà xã tôi nói là toàn là hàng siêu thị không đó chị. Đúng rồi. Trời ơi, tôi mua nhiều lắm. Nói chị nghe nè. Đây, một con thú nhồi bông để nằm ngủ. À, chưa đâu. Gối ôm để nằm ngủ. Đúng còn rồi. Nữa, mền để đắp ngủ. Còn cái nữa, mền để đắp ngủ nữa. Cái này là cái quan trọng nhất là chị. Trái tim mà lại là trái tim. Cặp đó nghe chị. Đó. Cái này mới là quan trọng nè. Tại sao, cuối cùng là sao? Tại sao ba mẹ lại mua nhiều đồ như vậy để làm cái gì? Vâng. Cháu nó nói đúng đấy. Anh chị mua nhiều thế? Thì mua chủ yếu là gì? Để dành cho anh chị xui gia ôm ngủ, nằm ngủ. Còn nếu anh chị không ngủ thì vợ chồng tôi ngủ. À, đúng rồi. Còn nếu mà vợ chồng tôi không ngủ á, thì dành cho mấy đứa nó ngủ. Còn nếu mà mấy đứa nó ngủ á, thì anh chị cứ cất này trên đầu tủ á. Đúng, rồi đúng. Sau này để dành cho tụi nó sinh con để cái, cho con cái tụi nó ngủ. Chủ yếu là ngủ á chị. Đúng, ông xã tôi nói đúng đó. Thiệt tình luôn á, ba mẹ làm cái gì cũng chịu hết nổi luôn rồi á. Ê! Đi đâu rồi? Dạ, gì vậy? Đây biểu. Thì con đứng đây được rồi, ngồi xuống đi. Đây, ngồi xuống đây. Thì con đứng rồi. Tự nhiên con muốn đi đâu? Làm gì? Bây giờ con chuẩn bị đi theo ba mẹ qua nhà cô Quỳnh Hương. Đúng vậy. Qua nhà cô Hiền Hương làm gì? Thì con cứ đi theo ba mẹ đi rồi sẽ biết. Ừ. Nhanh lên. Đi. Đi. À, xin phép chị Du tôi đi trước nha. Cái gì đấy? Cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Gì cũng biết nữa. Đi xin biết. Mẹ này thiệt lắm á. Mẹ con đi tí không về. Cái gì cũng không ra coi. Sao? Bây giờ thế nào? Theo sự quan sát của em thì hai ông bà này rất là khả nghi. Đúng vậy. Đúng. Theo với sự hiểu biết của con thì cô của chị Quỳnh Ngọc là giáo viên dạy nữ công gia chánh. Tại sao hôm nay ba mẹ chị Quỳnh Ngọc lại dẫn chị Quỳnh Ngọc qua đó? Ừ. Có nghĩa theo con là bây giờ cô Quỳnh Ngọc nhà mình đi qua nhà Quỳnh Hương để mà học. Chính xác thế à? Thế thì mình
nên giải quyết như thế nào? Chị yên tâm, bây giờ cái điều quan trọng nhất là chị ở nhà uống nước trà. Em thì không bé xíu, nhà Quyền Hương thẳng tiến. Đúng, nhất trí. Quyền Hương thẳng tiến. Yes. Xuất phát. Đứng lại. Mày xuống bếp, cậu lên lầu thay đồ. Nhà Quỳ Hương chịu chỉ. Con sẽ không điện cho ba mẹ biết về cuộc thi này đâu. Con nhỏ này, ý con nói vậy là sao? Trời đất ơi, cái cuộc thi nó đoạt giải, nó to tát đến như vậy, nó quan trọng đến như vậy mà con nói con không điện cho ba mẹ, con nói vậy là sao? Ừ, con nói vậy là sao? Tự nhiên cái cả gia đình của mình kéo qua nhà anh ta ăn dầm nằm về bên đó, rồi không có biết ngày nào về lại nhà mình. Con thấy nó sao sao á. Sao sao là sao sao? Tại sao không biết ngày về? Nè, ba thấy con lạ quá chừng. Ông Đô bà Quân là xui gia với lại ba mẹ. Ba mẹ qua bên đó chơi, nhân tiện á, cuộc thi nấu ăn và trao cho ai đoạt giải là vật gia bảo. Nên ba mẹ mới qua bển. Chứ tự nhiên không không qua bển làm cái gì chứ. Nhưng mà thiệt tình là con không có muốn ba mẹ qua đó. Ờ, con nói lạ nghe. Trước tiên á, ba mẹ thấy con là thân cô thế cô, với lại không biết gì nấu ăn hết, nên ba mẹ muốn qua đó đi giúp con. Thứ hai, ba mẹ muốn con phải đoạt được cái giải đó. Con cũng biết là ba mẹ đâu có rảnh rỗi qua bển chơi làm gì chứ. Thôi bây giờ ý của con vậy, nếu mà ba mẹ muốn cái giải đó thì thôi ba mẹ vô thi đi. Chứ con không có quan tâm tới cái cuộc thi đó chút nào hết á. Con nói gì mà nghe được đó bà? Con nói như vậy mà con nghe được sao? Hả? Bây giờ con không có muốn đoạt giải hay là đoạt giải gì á, thì con cũng phải nói làm sao cho ba mẹ vừa lòng. Đúng vậy. Nó mát cái bụng chứ, từ ở nhà mà đi qua tới bên đây để là chăm sóc lo cho con, để cho con đi thi cho được giải. Vậy mà con nói với ba mẹ vậy đó hả? Ừ. Tại vì á, thực tâm mà nói con không có, con thấy cái cuộc thi này nó rất là diễn dông, và con không có muốn ba mẹ và cả cô Huyền Hương đây nữa phải bận lòng về con. Cái gì mà diễn dông đây? Ba mẹ cũng thừa biết là từ trước tới giờ con chúa ghét những cái chuyện bếp núc. Trời. Tự nhiên bây giờ cái nhảy vô bếp núc thi thố thố, con không có làm được đâu. Mà con thấy cái gia đình của mình nó tự nhiên cái bị cuốn vô cuộc thi, con thấy nó lố lăng sao. Nín, nín mày. Trời đất ơi, nó nói chuyện gì mà nó nghe được đó trời. Mẹ từ đây sau mẹ không có muốn con nói những cái câu bi quan như vậy, nghe chưa? Nghe chưa? Con phải làm như thế nào, phải tập trung vô để mà thi cho đoạt giải cho mẹ. Đúng. Con Quyền Hương. Quyền Hương. Có mà. Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện mà cô làm gì vậy? Sao tôi thì... nhân danh tôi là chị dâu của cô. Bây giờ tôi giao cháu cho cô, cô phải làm sao huấn luyện cho cháu được cái bí quyết thuần thục làm bánh chưng đặc của người Bắc. Đúng vậy. Nhưng mà cái khẩu vị của chị Quân ra sao nè, rồi làm sao mà em làm đúng theo cái cách ăn uống của chị Quân nữa. Làm sao mà em không quan tâm, không cần biết. Bây giờ tôi giao cho cô làm sao là cô dạy cho nó phải làm được cái món bánh chưng cho tôi để nó đoạt giải. Nghe chưa? Đúng vậy. Làm sao cho cháu cô đoạt giải. Và tôi nhân danh là anh ruột của cô, tôi xin hứa với cô một điều. Nếu như là cháu của cô đoạt giải, đúng, tôi sẽ cắt phần nữa, phần thưởng đó cho cô. Tôi đồng ý. Nếu như cô dạy cho cháu của cô á ha, mà làm được cái món bánh chưng mà nó được giải á, thì cái vật gia bảo đó đó tôi sẽ chia lại cho cô một nửa. Đúng vậy. Sao? Vật gia bảo đó, một nửa của cô, một nửa của vợ chồng tôi đó. Vậy đó, được chưa?
lấy gạo gì anh? À, để coi chút coi. Anh lấy nếp hay lấy gạo? Anh nếp, nếp, nếp nè. Ủa, nếp, nếp lá xanh anh? Lá xanh là sao? Dẻo không? Dạ, dẻo vừa. Còn cái nếp ngỗng là nếp gì anh? Nếp ngỗng mà nó ngon hơn anh ơi. Dẻo ngon luôn mà. Còn cái nếp, nếp gì? Nếp bắt. Nếp bắt. Nếp bắt nè hả? Dạ đây, nếp bắt. Rồi nó làm sao? Nếp bắt là mình nhập ở ngoài Bắc á. Nó dẻo ngon, thơm, để nguội nó thơm. Mà trong đây cái nào ngon nhất? Nếu mà ngon nhất thì anh lấy loại này đi, nếp quýt. Rồi lấy tôi 10 kg. Nếp này phải không? Dạ. Rồi lấy 10 kg đó. 320. Ừ. Ngon lắm phải không? Dạ chắc ngon. Chắc cuốn nha. Yên tâm. Bao ăn. Bao nhiêu, bao nhiêu? Dạ 320. Đây. Rồi. Rồi. Rồi cho em gửi. Rồi chắc cuốn nha. Cảm ơn anh. Đường xá xa xôi, má cũng ngại lên thăm vợ chồng con lắm. Nhưng vì má quá nhớ con, phần á thì má cũng muốn lên để coi bên chồng con đối đãi với con như thế nào đó. Má, bên gia đình chồng con á đối xử với con tốt lắm. Má đừng có suy nghĩ xa xôi nha. Biết vậy rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, má cũng thấy thương con nhiều lắm. Mồ côi cha từ sớm, rồi một thân má nuôi con khôn lớn, tới giờ con lấy chồng rồi lại làm dâu xa má nữa. Má ở nhà một mình vui thủi à, buồn lắm con. Má à, má đừng có suy nghĩ vậy nữa. Sau này vợ chồng con có thời gian á rồi về thăm má nhiều hơn. Ừ. Ha. À, con có chuyện này muốn kể cho má nghe nè. Vợ chồng bay sắp có con phải không? Không phải, má kỳ quá à, là chuyện khác. Ờ, vậy chứ chuyện gì? Sắp tới bên gia đình con á, là ngày giỗ của cụ cố tổ. Mẹ chồng con tổ chức một cuộc thi nấu ăn cho các nàng dâu á. Thi nấu ăn? Dạ, con nè, được mẹ chồng bổ nhiệm cho món giò thủ. Còn chị Quỳnh Ngọc thì món bánh chưng. Ừ. Nhã Thị thì món xôi gấc. Nhưng mà ba cái món đó đều nấu theo kiểu miền Bắc hết má. Ờ, vậy rồi con có tham gia không đó? Con có tham gia chứ. Con mà không tham gia là mẹ chồng con chửi chết á. Ừ. Mà má, má biết phần thưởng là gì không? Không, sao má biết được? Phần thưởng đó chính là một vật gia bảo rất là quý giá do cụ cố tổ để lại trước khi mất đó má. Chà, hấp dẫn dữ ha. Không những hấp dẫn mà còn gây cấn khốc liệt nữa. Con sẽ là đối thủ của chị Quỳnh Ngọc và Nhã Thị. Và hai người đó ngược lại sẽ là đối thủ của con. Ừ. Má thấy ghê chưa? Không. Má kỳ quá à. Con kể vậy mà không thấy ghê nữa. Nè con à, có gì đâu mà ghê. Con gái của má giỏi mà. Với lại cái món giò thủ đó đó là hồi đó má cũng chỉ con trước khi về nhà chồng rồi còn gì. Con biết rồi. Nhưng mà má thấy có phần thưởng thì sao? Thư Dung à, má nói con nghe, con đừng có nghĩ ngợi hay là ham hố gì ba cái chuyện giải thưởng hết á. Trước tiên á là con phải làm cho hết sức mình nè nghe, để cho ba mẹ chồng con vui. Rồi thứ hai nữa là con đâu có đến nỗi tệ trong cái việc bếp núc cơ, đúng không? Yeah. Ừ, còn cái chuyện giải thưởng thì má nghĩ con nên để cho người khác hen. Ừ. Dạ con biết rồi má. Chuyến này á, con sẽ cố gắng. Con bình thường á thì con thấy cái món giò thủ rất là đơn giản đối với con, mà nấu theo kiểu miền Bắc của mẹ con hả, con biết như thế nào nữa. Ừ thì má nghĩ thôi thì con cũng cố gắng hết sức mình thôi, phải không? Dạ. Ừ. Ồ, thôi chết rồi, trễ rồi, má con mình về đi để ông bà xu trong đó, ăn đi con. Dạ. Ừ. Dạ nói thiệt chẳng giấu gì anh chị, à, vợ chồng tôi á lâu lâu mới có một chuyến đi chơi, cho nên á ở nhà công chuyện bù đầu đâu có thời gian đâu đi chơi. Rồi hôm nay á tụi tôi có một ngày nghỉ nên đi chơi cho nó đã. À, đúng là vợ tôi nói đúng á, à, vợ chồng tôi á từ nhà qua, à, nhưng mà thế nhà anh chị xui á, à, không phải là điểm dừng chân đầu tiên đâu. Dạ, vợ chồng tôi còn đi nữa. Dạ. Đi nữa? Đi nữa vậy anh chị còn tính đi đâu nữa?
Trời ơi, nói thiệt chẳng giấu gì anh chị đâu. Vợ chồng tôi giữ đỉnh là đi nhiều nơi dữ lắm. Đúng. Nhưng mà tại vì vô tình ghé anh chị nè mới biết được là anh chị hôm nay chuẩn bị tổ chức cuộc thi nấu ăn cho các nàng dâu. Cho nên hai vợ chồng tôi định xin phép anh chị cho hai vợ chồng tôi ở đây luôn để coi thi được không? Ơ, thế thế anh chị tính ở đây luôn á? Dạ. Vậy đúng. Vậy là anh chị đồng ý rồi phải không? Trời ơi, nếu vậy thì cảm ơn anh chị Xuân rất là nhiều nha. Vợ chồng tôi á, vậy xin phép anh chị cho vợ chồng tôi đi mua ít đồ cá nhân một chút xíu rồi về đi. Dạ. Đi đi. Cho mình đi. Cảm ơn chị nhé. Nha. Xíu. Sao rồi, sao rồi? Thế là đúng rồi. Trời đất ơi, cậu quan nhà tôi đúng là như Gia Cát Lượng Khổng Minh luôn. Dự đoán chính xác 100% luôn. Coi như là ông quản với bà Thu Hồng là đồng minh chiến lược của con Quỳnh Ngọc đó. Thấy chưa? Trong cuộc thi này. Thấy chưa? Oh yeah. Rồi em sẽ yêu nhiều hơn ngày hôm qua. Em vẫy tay tiến vận hơn đi ra. Em sẽ yêu với con tim thật thà. Nỗi buồn hôm nay sẽ giúp em lớn lên theo từng ngày. Em sẽ nhớ nhớ mọi điều quanh đây khi trái tim có yêu thương thật đầy. Cầm tay nhau nói hãy giữ lại trong tim những sẻ chia khổ đau qua bao ngày. Ta sẽ sống và dừng lại nơi đây một ngày mới.